phước cho ai nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phước cho ai hiện đang đói, vì sẽ được no đủ. Phước cho ai hiện đang khóc, vì sẽ vui cười. Phước cho ai bị người ta ghen ghét, loại bỏ và sỉ nhục, bị gán là phường gian ác. Hãy vui lên và nhảy múa đi khi sự thể như thế, vì họ sẽ được trọng thưởng trên trời, vì tiền nhân cũng đã đối xử với các tiên tri y như thế. Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi. Tôi chỉ có chừng đó. Chỉ có chừng đó thì nghĩa lý gì? Khốn cho ai hiện đang giàu, đang hưởng thụ cuộc sống thoải mái. Ông ta không muốn giàu có đâu, chắc là bị tâm thần quá. Khốn cho ai hiện đang cười, vì họ sẽ than thở khóc lóc. Khốn cho ai được người ta ca tụng, vì tiền nhân cũng đã nói về các tiên tri giả y như thế. Này, các con nghe ta nói đi. Hãy yêu kẻ thù mình, hãy làm điều tốt cho ai ghét anh em, chúc phước cho ai rủa anh em, và cầu nguyện cho ai nghi ngờ anh em. Nếu ai tát một bên má anh em, hãy để cho họ giả luôn má bên kia. Nếu ai lột áo khoác anh em, hãy để cho họ dùng luôn cả áo trong. Hãy ban cho mọi người kêu xin anh em. Giờ này, nếu ai lấy chi của anh em, đừng đòi lại làm gì. Hãy làm cho người khác điều chi anh em muốn người khác làm cho mình. Nếu anh em chỉ yêu người nào yêu mình, thì làm sao anh em được phước? Ngay cả tội nhân cũng yêu người nào yêu họ. Nếu anh em làm tốt cho người nào cũng làm tốt cho mình, thì làm sao anh em được phước? Ngay tội nhân cũng làm thế. Ai lại chạm tới cô ấy? Ai lại trò chuyện với cô ấy? Xấu hổ quá. Không, hãy yêu kẻ thù mình và làm điều tốt cho họ. Hãy cho mượn mà không cần trả, thì anh em sẽ được trọng thưởng, vì anh em sẽ là con cái đấng chí cao. Vì Ngài nhân lành cả với người vong ân lẫn kẻ ác. Hãy thương xót như cha của anh em hay thương xót. Cứu tôi, Giê-xu. Đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán. Đừng lên án thì anh em khỏi bị lên án. Hãy tha thứ thì anh em sẽ được tha thứ. Xin dẫn lối chúng tôi, Chúa ơi. Hãy cho thì anh em sẽ được ban cho. Vì anh em lường cho người bao nhiêu sẽ được lường lại bấy nhiêu. Người mù không thể dẫn đường người mù. Nếu làm thế, cả hai sẽ té xuống hố. Sao anh em thấy cây dầm trong mắt anh em mình mà chẳng để ý cây xà trong mắt anh em? Xin thầy hướng dẫn tôi. Chúng tôi cần Chúa lắm. Sung sướng thay bà mẹ đã sinh ngài ra và nuôi nấng ngài. Sung sướng bội phần hơn trong người nghe lời Thượng Đế và vâng lời ngài. Xin dạy cô cầu nguyện như răng đã dạy các môn đệ người. Hãy cầu nguyện như vậy: Lạy Cha chúng con trên trời, danh Cha được tôn thánh khắp nơi. Xin nước Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cho chúng con đủ ăn hàng ngày. Xin tha tội cho chúng con, để chúng con cũng tha mọi người mắc lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi điều dữ.
hãy xin, anh em sẽ được. Hãy tìm, anh em sẽ gặp. Hãy gõ, cửa sẽ mở cho anh em. Vì hễ ai xin sẽ nhận được, ai tìm kiếm thì sẽ gặp, và hễ ai gõ thì cửa sẽ được mở. Ai trong anh em làm cha lại cho con trai mình rắn khi con mình sinh cá, hoặc bò cạp khi con mình sinh trứng? Anh em vốn xấu mà còn biết cho con cái mình điều tốt. Huống hồ gì cha trên trời là đấng sẽ ban thánh linh cho người cầu xin Ngài. Thầy bảo anh em, đừng lo lắng chuyện lấy gì ăn để sống, cũng đừng lo chuyện lấy gì mặc che thân, vì sự sống quý hơn đồ ăn, đồ mặc. Hãy xem loài quạ, chúng chẳng gieo cũng chẳng gặt, không kho tàng cũng không giữ lẫm, Thượng Đế còn nuôi chúng. Huống hồ anh em quý hơn loài chim biết bao. Vì có ai nhờ lo âu mà kéo dài đời mình thêm khoảnh khắc không? Việc nhỏ như thế còn không làm nổi, sao anh em còn lo lắng đủ điều? Hãy xem các loài hoa huệ mọc thế nào, chẳng kéo chỉ hay dệt tơ. Long bào Salomon dù lộng lẫy cũng không so nổi một cánh hoa. Thượng Đế khoác bộ cánh đẹp cho loài cỏ dại, nay còn mai chụm lửa. Huống hồ anh em sẽ mặc đẹp dường nào? Hỡi kẻ ít niềm tin, cho con thêm niềm tin. Nếu anh em có niềm tin lớn bằng một hột cải, anh em hãy nói với cây dâu này rằng, hãy bật gốc mình lên đi, rồi mọc giữa biển cả, nó cũng sẽ vâng lời anh em. Này anh em, nước trời giống như là gì? Nó giống như vậy. Một người kia lấy một hạt cải giống đem gieo trong vườn mình, cây con lớn lên trở nên cây lớn, và đàn chim làm tổ trên cành nó. Tôi không hiểu ý ngài nói gì. Tại sao ông ăn uống với phường thu thuế và kẻ phạm tội? Người mạnh khỏe ai lại cần đến bác sĩ, bèn là những người vốn đau yếu. Tôi đến không phải để kêu gọi người công chính ăn năn, nhưng cho người có tội. Xin hãy kể chuyện nước ngài cho con nghe, có chuyện gì khác không? Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ, vì cha anh em vui lòng ban nước ngài cho anh em. Hãy bán hết gia sản mà bố thí cho người nghèo. Hãy sắm cho mình túi tiền không sờn rách và trữ của cải trên trời, là nơi chẳng hề hao hụt. Vì kẻ trộm không thể trộm được, và mối mọt không thể phá được. Vậy của cải ở đâu, lòng anh em luôn ở đó. Tôi nên làm gì? Lời Kinh Thánh đã nói gì? Ông giải thích Kinh Thánh ra sao? Hãy yêu Chúa là Thượng Đế, cả lòng anh, cả linh hồn anh, cả sức lực anh, với cả tâm trí anh. Và hãy yêu người lân cận như chính mình. Ông nói đúng, hãy làm đi, ông sẽ sống. Người lân cận là ai? Không phải chiến sĩ, còn hoàng đế thì sao? Một ngày kia, có một người đi từ Jerusalem đến Jericho, bị bọn cướp tấn công, bị trấn lột đánh đập, người nằm đó gần chết. Nhằm lúc ấy, có một thầy tế lễ đi qua, phát hiện ra nạn nhân thì lảng tránh qua bên kia đường. Cũng trên con đường ấy, có một người Lê Vi đến đó, bước tới và quan sát nạn nhân, rồi cũng lảng tránh qua bên kia đường. Nhưng một người Samari đi lại trên con đường đó tới gần nạn nhân, thấy vậy người Samari bèn động lòng thương xót. Ông bước tới bên nạn nhân, thoa dầu và bóp rượu rồi băng bó các vết thương. Xong ông đỡ nạn nhân lên lưng lừa của mình, chở đến quán trọ mà săn sóc cho. Qua bữa sau, ông đưa 2 đồng bạc cho chủ quán và dặn dò chăm sóc nạn nhân. Ông nói tiếp, bận trở về tôi sẽ trả hết mọi phí tổn. Trong 3 người này, ai là người đã hành động như thể người lân cận với nạn nhân bị bọn cướp tấn công? Là người tử tế với nạn nhân. Ông hãy làm như vậy. Ôi, hãy chịu khó cho trẻ nhỏ đến cùng thầy và đừng ngăn cấm chúng nó, vì nước trời thuộc về người như thế. Thật vậy, thầy nói với anh em,
Hễ ai không tiếp nhận nước trời như thể một trẻ nhỏ cũng sẽ chẳng khôn ngoan mà vào trong nước trời được. Hễ ai vì danh thầy tiếp con trẻ này tức là tiếp thầy, và hễ ai tiếp thầy tức là tiếp đấng đã sai thầy. Vì ai nhỏ nhất giữa dòng anh em tức là lớn nhất. Nguyện Phước Chúa gìn giữ anh em. Mọi quyền lực trên trời và dưới đất đều đã giao cho thầy. Vậy hãy đi và dạy cho muôn dân, làm lễ trầm mình cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh. Hãy dạy họ giữ mọi điều mà thầy đã truyền cho anh em. Và này thầy hằng ở cùng anh em luôn cho đến tận thế. Amen.